Xin chào các bạn, rất vui là được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình hôm nay. Thưa các bạn, hai mẫu chiến đấu cơ tàng hình hiện đại nhất của Mỹ là F-22 Raptor và F-35 T-2 không chỉ là biểu tượng của công nghệ quân sự đỉnh cao mà còn là những công cụ quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia. Nhưng bạn có biết sự khác biệt lớn nhất giữa chúng là gì không? Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào so sánh hai người khổng lồ của bầu trời này. Cả hai đều là chiến đấu cơ tàng hình, nhưng F-22 và F-35 được thiết kế với các mục đích và vai trò khác nhau. F-22 Raptor được phát triển như một chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không, được biên chế từ năm 2005. Nhiệm vụ chính của nó là chiếm ưu thế trên không, tiêu diệt các máy bay của đối phương và chỉ được sử dụng bởi không quân Mỹ. Còn F-35 T-2 là một mẫu máy bay đa nhiệm với nhiều biến thể cho không quân, hải quân và thủy quân lục chiến, được biên chế vào năm 2015. Nhiệm vụ chính của nó là tác chiến đa vai trò, từ tiêu diệt máy bay đối phương, tấn công mặt đất tới trinh sát và phòng thủ điện tử. Nói về tính năng kỹ thuật và công nghệ của từng loại máy bay, cả F-22 và F-35 đều là đỉnh cao của công nghệ tàng hình, nhưng sự khác biệt trong thiết kế khiến mỗi loại có những ưu điểm riêng biệt. Thứ nhất là nói về tốc độ và khả năng cơ động. F-22 Raptor có tốc độ tối đa là Mach 2.25, khoảng 2.414 km/h. Nó có khả năng siêu hành trình Super Cruise mà không cần sử dụng buồng đốt sau, được thiết kế để tối ưu hóa khả năng cơ động, giúp nó trở thành vua của bầu trời trong các trận không chiến. Còn F-35 T-2 có tốc độ tối đa Mach 1.6, khoảng 1.960 km/h. Khả năng siêu hành trình kém hơn F-22. Khả năng cơ động cũng không mạnh bằng F-22, nhưng nó có các tính năng khác bù lại như khả năng tàng hình và công nghệ cảm biến tiên tiến. Đặc biệt trên phiên bản F-35B có khả năng cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Nói về khả năng tàng hình thì cả hai đều được thiết kế với công nghệ tàng hình để giảm thiểu khả năng bị radar phát hiện. Nhưng F-22 có tàng hình tốt hơn trong không chiến nhờ vào thiết kế tối ưu cho chiến đấu không đối không. F-35 cũng có khả năng tàng hình tốt nhưng được thiết kế để tàng hình trong các nhiệm vụ đa nhiệm, bao gồm cả tấn công mặt đất. Xét về yếu tố vũ khí thì F-22 Raptor được trang bị tối đa 8 tên lửa không đối không. Hệ thống vũ khí của nó chủ yếu phục vụ cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không. Còn F-35 T-2 thì đa dạng vũ khí hơn, bao gồm tên lửa không đối không, bom dẫn đường và vũ khí không đối đất. Nó có khả năng mang theo tới 22.000 pound, tức là gần 10 tấn vũ khí trong các nhiệm vụ tấn công. Còn nếu nói về khả năng tác chiến và vai trò chiến lược của từng loại máy bay, cả hai chiến đấu cơ đều có khả năng tác chiến vượt trội, nhưng mỗi loại đóng một vai trò riêng biệt trong quân đội Mỹ. F-22 Raptor chủ yếu được sử dụng trong các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không mà không bị phát hiện, ngay cả trong môi trường radar mạnh. Số lượng F-22 hạn chế với chỉ khoảng 187 chiếc được sản xuất. Còn F-35 T-2 là máy bay chiến đấu đa nhiệm, tham gia nhiều loại nhiệm vụ từ không chiến, trinh sát tới tấn công mặt đất. Nó có khả năng phối hợp với các lực lượng khác nhờ vào hệ thống cảm biến tiên tiến, có thể chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực với các đơn vị đồng minh. F-35 được sản xuất với số lượng nhiều hơn đáng kể, lên tới 3.000 chiếc và được trang bị cho nhiều quốc gia đồng minh của Mỹ. Còn nói về chi phí và bảo dưỡng thì một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa hai chiến đấu cơ này là chi phí sản xuất và bảo trì. Đối với F-22 Raptor thì chi phí phát triển cao, với mỗi chiếc có giá khoảng
334 triệu đô. Việc bảo dưỡng phức tạp và tốn kém hơn F-35 với chi phí vận hành hàng năm rất cao. Còn đối với F-35 T-2, chi phí phát triển rẻ hơn F-22 với mỗi chiếc có giá khoảng từ 80 tới 100 triệu đô tùy phiên bản và được thiết kế với chi phí bảo trì thấp hơn và có khả năng hoạt động bền bỉ hơn. Một câu hỏi được nhiều người thắc mắc là tại sao Mỹ xuất khẩu F-35 nhưng không xuất khẩu F-22? Thứ nhất là tính bảo mật cao của F-22. F-22 Raptor được thiết kế với công nghệ tàng hình và cảm biến vượt trội, giúp nó trở thành máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không tốt nhất của Mỹ. Để bảo vệ những công nghệ tiên tiến này khỏi bị rơi vào tay của đối thủ như Trung Quốc, Nga, Mỹ đã quyết định không xuất khẩu F-22, ngay cả cho các đồng minh thân cận nhất. F-22 có khả năng vô hiệu hóa hệ thống radar của đối phương và kiểm soát không phận một cách hiệu quả, nên việc bảo vệ công nghệ này là ưu tiên hàng đầu. Thứ hai là luật cấm xuất khẩu F-22. Năm 1998, Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật cấm xuất khẩu F-22. Lý do là để đảm bảo công nghệ tiên tiến nhất của Mỹ không bị lộ ra bên ngoài, ngăn ngừa nguy cơ các đối thủ hoặc các quốc gia không thân thiện có thể sao chép hoặc phát triển các biện pháp để đối phó với F-22. Cho tới nay, luật này vẫn được duy trì. Thứ ba là F-35 được thiết kế để xuất khẩu. F-35 T-2 được thiết kế với mục tiêu xuất khẩu ngay từ đầu. Nó có 3 phiên bản khác nhau để phù hợp với các nhu cầu của không quân, hải quân, thủy quân lục chiến Mỹ cũng như các đồng minh. F-35 là máy bay đa nhiệm, không chỉ có khả năng chiếm ưu thế trên không mà còn thực hiện tốt các nhiệm vụ tấn công mặt đất và trinh sát. Điều này khiến nó phù hợp để chia sẻ với các quốc gia khác, nhất là trong các hoạt động quân sự phối hợp quốc tế. Thứ tư là khác biệt về vai trò chiến lược. F-22 là máy bay chuyên về việc chiếm ưu thế trên không, được thiết kế để giành quyền kiểm soát bầu trời trong các cuộc chiến tranh với các đối thủ tiềm năng lớn. Ngược lại, F-35 là máy bay đa nhiệm với nhiều ứng dụng trong các tình huống chiến đấu khác nhau, phù hợp hơn cho cả các nước đồng minh. Thứ năm là chi phí và khả năng sản xuất. Chi phí sản xuất và duy trì F-22 rất cao và chỉ có khoảng 187 chiếc được sản xuất, trong khi F-35 có chi phí sản xuất rẻ hơn và đã được sản xuất với số lượng lớn hơn rất nhiều, lên tới hàng ngàn chiếc, dễ dàng phục vụ cho các đơn hàng xuất khẩu của đồng minh. Tóm lại, Mỹ không xuất khẩu F-22 vì lý do bảo mật công nghệ, quy định pháp luật và F-22 đóng vai trò chiến lược đặc thù mà Mỹ muốn giữ làm của riêng. Ngược lại, F-35 phù hợp hơn để xuất khẩu nhờ tính đa nhiệm, chi phí hợp lý và dễ dàng triển khai trong các hoạt động quân sự đa quốc gia. Cuối cùng thì F-22 và F-35 đều là những chiến đấu cơ tàng hình mạnh mẽ, nhưng mỗi loại lại có ưu điểm và vai trò riêng. Nếu F-22 là ông vua của chiến đấu trên không, thì F-35 là bậc thầy của nhiệm vụ đa vai trò. Cả hai đều không thể thiếu trong chiến lược không quân của Mỹ. Bạn thích mẫu máy bay nào hơn? Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy bấm like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.